chính xác bây giờ là 2 giờ hơn này của ngày 8 tháng 10. Anh em sẽ có một cái cuộc hành trình kéo dài khoảng 8 tiếng để đến được với 8 tiếng là điển là vòng đi đấy, cộng thêm 9 tiếng nữa. Đó, thì đó nó rất là xa, thế nhưng mà thôi, tình thương mến thương đồng bào mình cả. Đấy, thì hy vọng mọi người sẽ có thêm được những cái hình ảnh về chuyến từ thiện mà nó mang tính đột xuất của anh em thể thao. Hơi đầu nó cảm giác nó là không muốn ấy à, không muốn hình ảnh xấu. Là hình ảnh. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 5 giờ 13. Ui rồi, đại ca đến này. Đại ca em hút đi thuốc coi nha, đại ca nha. 5 giờ sáng. Ok, hơi nhiều thế. Quá nhiều thế. Quá nhiều. Rồi giờ anh em đi tiếp. Xuống hút đi thuốc coi xong rồi là được kém 20. Sau khi dừng đổ xăng, đổ dầu và nạp con chó trước mũi, con chó trước mũi. Ôi, yên tâm, chó nó biết tránh, không như gà đâu. Thì anh em tụi tôi là tiếp tục lên đến Bảo Lâm. Xã Vĩnh Phong huyện Bảo Lâm. Vâng, xã Vĩnh Phong huyện Bảo Lâm. Theo lời của giáo sư Huy Chí. Tony Chí Nguyễn không? Sorry, Tony Chí Nguyễn. Đây. Đây Tony Chí Nguyễn. Đây. Ăn uống cứ phải đàng hoàng. À đây nữa đây. Nếu mà anh em thích dân gym là đi đâu nó phải có cái này. Cái này là 10.000 một nải. Vào việc luôn. Cảm ơn giáo sư Tony Chí Nguyễn đã cho anh em gọi là anh em miền xuôi bọn tôi cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nói chung bà con ở huyện Nguyên Bình này thì Bình Nguyên này thì đời sống vẫn còn sung túc lắm. Tí nữa chúng ta sẽ chứng kiến được những cái mà có thể xem TV mới thấy được. Tiếp tục theo chân anh em giáo sư Tony Chí Nguyễn, có em Bùi Lượng tiếp tục hành trình. Có bao nhiêu cây nữa được? 118 cây số nữa. Sập luôn rồi. Con suối con lạch này, cái lạch này.
Rồi trong phim đoạn này bị sao đây? Đọc đã. Công trình đang thi công, xin lỗi làm phiền trước tôi rồi. Cảnh báo đường sạt lở chặn rồi. Tức là mình anh em nhà mình đang đi đến cái đoạn này ấy, thì anh bảo là còn 20 phút nữa thì cái nguyên tắc tức là cứ một ca máy nó làm được khoảng 20 phút gạt thì lại cho ô tô đi qua cái dừng lại 20 phút. Đấy. Đang có điểm sạt lở phải cao xuống. Cái điểm tọa độ điểm đường này đang là đường gì đấy anh nhỉ? À, quốc lộ 34. Chạy đi, nó đang hoảng. Sợ sạt lở luôn. Để bên kia sang hết bên kia sang mình nhường bên họ. Ok mà. Cái đường bé quá không có chỗ xếp xe. Ok anh. Đây đường hết rồi. Xe máy vào đây đợi đi. Đấy, đầu bên kia thông trước. Cái này trong xíu này lại làm tiếp à anh? Khóa 30 phút ạ, à? Dạ. Đường nhỏ lắm nha, nhường nhau. Lên đi tiếp. Xanh ngắt đấy. Vâng, quay quay đẹp nhá, quay zoom 3 zoom 1 nhá. Ôi, tưởng Việt Nam luôn này. Đi bóng đá đúng không? Rồi chú cho con, mặc dù là chú biết là sẽ là khó mặc nhưng mà phải lớn nhanh nghe chưa? Ok ha. Rồi ra cái coi. Thích cầu thủ nào? Thích cầu thủ nào? Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức, thích ai? Thích ai? Đang run. Công Phượng. Thích không? Ok, đâu đây. Chú tặng con. Nha. Ủa ơi. Thôi nhá, về với bạn đi, về đi học hành đi ha. Bye bye. Đây, xoay cho mọi người thấy. Nha. Rồi, đi. Thôi, đi về đi. Bye bye nhá. Ok.
Rồi đi. Đi nhanh đi, không đâu mất. Ok, đi đi. Nào nhanh. Từ từ lấy áo không? Sao rồi? Hả? Sao rồi? Ở đây đây. Tốt hơi chậm nhỉ. Đấy, có thích quá. Mẹ kêu mày. Đúng chung phi. Bây giờ tí nữa cùng Đồng Thanh nhá, Đồng Thanh hô nhá. Đồng Thanh hô là không, rất là vui không cao ạ, không cần hô gì đâu. Hô là hô vui đấy. Ờ rồi, hô vui đi. Ờ. Là hô vui là rồi. Đừng ngắn gọn đây. Chúng con cảm ơn nhá. 1 2 3. Chúng con cảm ơn. Ok, rồi cảm ơn mọi người. Đi học đi, đi học hả? Dạ, yeah, ok. Học tốt nhá. Em còn mấy bạn ở kia nữa. Con ở bờ em tí lên xã. Xã có đến chúng em đâu. Xã toàn đi điểm trường thôi. À. Ok, thôi được rồi. Có gì thì chút nữa em sẽ quay lại nhá. Vâng, cảm ơn các anh nhá. Nốt quả cuối nào. Ok đây đây. Nào, 1 2 3 nào. Nào 1 2 3 dê nào. 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 Bọn ấy nào đứng ở đây nào, 1 2 3 đặt tay xuống nào. 1 2 3. Yay! Nha, thế thôi, ok. Cảm ơn nhé, chào mọi người nhé. Chào bà, bye bye nhá. Mấy thanh niên đây, bye bye. Ok anh em, như vậy là sau 8 tiếng hơn di chuyển, trong đó bao gồm là ăn uống ngủ nghỉ và phát một vài phần quà ngẫu hứng mang tính cho bà con, thì đến nay bây giờ là chính xác là 13 giờ bao nhiêu đây? 13 giờ 30. Mọi chúng tôi đây, đây bà con đấy rồi này mọi người ơi. Và ngày hôm nay thì chị chủ tịch chị ấy nói là sẽ có khoảng 100 hộ dân sẽ đến để mà đến nhận, thì cũng vui đấy, nhưng mà hy vọng là buổi lễ hôm nay cũng sẽ có những cái hình ảnh đẹp gửi đến mọi người, anh em cùng chờ xem. Ok, có bạn lái xe này tiến lùi cũng được phết đấy nha. Ok, bây giờ ra máy lại cho Bùi Lượng để mọi người có thể xem toàn bộ cái hoạt động ngày hôm nay. Okay.